Vâng, đấy, và dãy và con đường một màu xanh sau khi mà gió đã hạ xuống rồi, gió đã giảm cấp rồi thì bây giờ là chỉ còn mưa thôi, chứ gió thì tương đối là nhẹ nhàng. Và đây con đường em đi và vườn áp khí của em đây, quá khủng khiếp, may là không gãy cây, khu vực cây nào chỉ có gãy cành thôi, siêu đỉnh. Đây bị toác một cành, áp khí thì dưới bay mất túi khí luôn. Quá là ghê gớm.